Nếu được, tôi muốn nhắn nhủ cho chính bản thân của mình năm 16 tuổi rằng một điều phi thường đang chờ đợi em. Em sẽ thấy một con đường rất đẹp với những khoảnh khắc khó khăn mà em sẽ vượt qua. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì cuối cùng em sẽ có được phần thưởng mà mình mong muốn nhất. Đó là những lời tâm tình mới nhất của Messi trong bài phỏng vấn đầu tiên sau chiếc vô địch World Cup lịch sử. Từ tuổi 16 giàu mộng mơ đến tuổi 36 đầy bản lĩnh, Messi đã trải qua một hành trình tuyệt diệu, xứng đáng đi vào sử sách như một áng trưởng ca bóng đá bất hủ. Chắc hẳn, ở khoảng 20 năm trước, chàng thiếu niên nhỏ bé đến từ Rosario chẳng thể ngờ rằng bản thân lại sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng như ngày hôm nay, với điểm nhấn là chiếc cúp vàng World Cup 2022. Lionel Messi đã chính thức hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của mình, sánh ngang với nhiều huyền thoại bóng đá thế giới. Những hợp đồng quảng cáo béo bở, những lời ca chúc tụng của người hâm mộ toàn cầu là điều mà Messi xứng đáng nhận được sau hành trình thi đấu bóng đá đỉnh cao kéo dài xuyên suốt 20 năm. Thế nhưng, để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp như ngày hôm nay, ít ai biết Messi cũng phải trải qua tuổi thơ cơ cực, chịu biết bao đau đớn khi chiến đấu với căn bệnh bẩm sinh để nuôi dưỡng ước mơ với trái thúc cầu. Anh ăn, ngủ cùng bóng đá và rút cuộc đã vượt qua hết thảy những khó khăn để thực hiện giấc mơ của mình. Từ nhỏ, Messi được biết đến là cậu bé hiền lành, nhút nhát và vô cùng kiệm lời. Giáo viên cấp 1 của El Bunga cho biết anh từng nhút nhát đến mức chẳng dám nói chuyện với cô bạn ngồi đằng sau mình. Cô bạn trong câu chuyện thời thơ ấu đó có tên là Cynthia Arellano, hiện đang là giáo viên dạy học cho những học sinh nghèo tại quê nhà Rosario. Sau chiếc vô địch World Cup lịch sử của El Bunga, các phóng viên đã tìm về đây phỏng vấn Cynthia Arellano. Nhớ về cậu bạn nhút nhát năm nào, Cynthia chia sẻ: "Trong giờ kiểm tra, cậu ấy hay đá vào ghế, dúi màu giấy vào tay tôi để tôi chép đáp án cho." Theo chia sẻ từ giáo viên cấp 1, Messi có học lực trung bình nhưng có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Messi là đứa trẻ trầm tính, nhưng khi nhắc đến bóng đá, thái độ của cậu ấy khác hẳn. Messi luôn có gì đó khác biệt khi đến giờ giải lao và được chơi bóng. Nhút nhát là thế, nhưng vì niềm đam mê với trái bóng tròn mà đôi lần Messi cũng tự biến mình thành học sinh cá biệt khi cúp học trốn đi chơi bóng cùng bạn bè. Ít ai ngờ rằng một thiên tài trên sân cỏ như Messi đã từng ngán ngại việc cắp sách tới trường. Anh tìm đủ mọi lý do để được ở nhà chơi bóng thay vì đi học. Năm 13 tuổi, ngôi sao người Argentina từng khiến mẹ giận hết mức vì dám ném đá khi bà bắt tới trường. Sau khi hoàn tất chương trình tiểu học, gia đình Messi chuyển đến mảnh đất Catalonia thuộc quốc gia Tây Ban Nha xa lạ để sinh sống theo lời mời của câu lạc bộ Barcelona. Tại đây, Messi được tạo điều kiện ăn tập tại lò đào tạo bóng đá chứ danh La Masia, vừa học tại trường để bổ túc văn hóa. Cùng lứa 87 với ngôi sao người Argentina khi ấy là hai cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha nổi tiếng khác là Cesc Fabregas và Gerard Piqué. Trong một bài phỏng vấn được thực hiện cách đây nhiều năm, Messi từng chia sẻ về những ngày đầu tiên anh cùng gia đình vừa đặt chân đến thành phố mới. "Ngay khi làm quen với Barcelona, tôi đã bắt đầu tập luyện bóng đá. Tôi không ngủ ở La Masia mà đến trường học, nơi mà tất cả những đứa trẻ từ các thành phố khác cũng theo học. Tôi dành mỗi buổi chiều hàng ngày với những đứa trẻ đó. Chúng hiểu cảm giác sống xa gia đình và bạn bè của tôi như thế nào." Cầu thủ Gilo Jesus, một người bạn cùng từng học tập tại lò đào tạo La Masia cho biết: "Dù dành nhiều thời gian với trái bóng, nhưng chúng tôi vẫn phải đạt điểm cao trên trường. Nếu không, các huấn luyện viên sẽ không cho chúng tôi đá bóng tại các trận đấu vào sáng thứ bảy." Ngày qua ngày, tuổi thơ của huyền thoại Lionel Messi gắn liền với các buổi luyện tập hà khắc tại lò La Masia, với những buổi học theo anh là chán trường tại trường học. Dù vậy, với những đứa trẻ xác định theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp như Lionel Messi, học tập và các bài kiểm tra vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần phải hoàn thành trước khi mơ mộng đến chiếc cúp vàng World Cup. Messi về sau cũng ý thức rất rõ về tầm quan trọng của giáo dục, thể hiện qua cương vị người cha với ba cậu quý tử là Thiago, Matteo và Ciro. Khi vừa chuyển đến Paris vào hè năm 2021, sau nhiều năm sinh sống tại Barcelona, một trong những điều đầu tiên Messi làm là tìm kiếm những ngôi trường giáo dục tốt nhất dành cho ba cậu quý tử. Quay trở về quê hương của huyền thoại Messi tại Argentina, góc sân thể thao nơi Messi từng chơi với những cậu bé hàng xóm, nơi anh ghi bàn thắng đầu tiên đã trở thành một địa điểm đình đám. Các nghệ sĩ đã vẽ những bức tranh graffiti mô tả từng quang cảnh, từng mốc thời gian trong cuộc đời của Messi trên những bức tường xung quanh góc sân đó. Ngôi nhà cũ nằm trên phố Estado de Israel, số 525, ngoại ô Rosario, nơi Messi trải qua những ngày thơ ấu, vẫn thuộc sở hữu của gia đình danh thủ Anh. Nhưng cả gia đình giờ đây đã chuyển đến một nơi khác cao cấp hơn trong thành phố. Mọi thứ của căn nhà đều được ngôi sao người Argentina giữ nguyên, gắn thêm camera an ninh và mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp. Messi dường như không bao giờ quên đi xuất thân cơ hàn của mình, cũng như không bao giờ quên quyết định đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh ở tuổi 13. Một quyết định về sau đã làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử của bóng đá thế giới. Như đã biết, gia đình Messi đã sớm phát hiện đứa con út của mình mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng, khiến cơ thể Messi phát triển chậm hơn so với chúng bạn.
Từ năm 8 tuổi, Albunga đã bắt đầu phải trải qua hàng loạt lần tiêm hormone bổ sung cho lượng chất còn thiếu trong cơ thể. Gia đình Messi vốn không khá giả gì, họ khó làm kham nổi chi phí chữa trị đắt đỏ mỗi tháng cho cậu con trai út. Tuy nhiên, Messi thì vẫn luôn giữ sự lạc quan cho mình. Cháu có đủ lớn để trở thành cầu thủ hay không? Anh nói với bác sĩ Diego như vậy, mắt anh sáng lên khi ông ấy đáp: đừng lo, cháu còn cao hơn cả Diego Maradona ấy chứ. Mãi đến sau này, câu lạc bộ Newell's Old Boys, đội bóng đầu tiên mà Messi từng chơi trong thời thơ ấu, mới đứng ra đề nghị giúp gia đình anh chi trả số tiền điều trị. Từ đó, gia đình anh mới vơi bớt một gánh nặng tài chính. Bước ngoặt xảy đến vào năm 2001, khi một câu lạc bộ nổi tiếng từ bên kia bờ Đại Tây Dương xuất hiện. Đó là Barcelona, gã khổng lồ cạnh tranh với đội bóng hoàng gia Real Madrid tại La Liga. Họ đề nghị Messi trở thành một thành viên của đội bóng, bắt đầu từ các cấp độ trẻ tại lò La Masia. Câu lạc bộ xứ Catalan không những chấp nhận đưa cả gia đình Messi đến Barcelona sinh sống, mà còn chi trả toàn bộ số tiền điều trị bệnh cho anh. Nhờ vậy, Messi không những có thể chuyên tâm cho việc chơi bóng với điểm tựa gia đình cạnh bên, mà chiều cao của anh cũng đã được gia tăng đáng kể. Dẫu vậy, cuộc sống mới của gia đình Messi ở Tây Ban Nha là không hề bình lặng. Dù rất yêu thương con trai, song vì không thể thích nghi được với cuộc sống tại thành phố mới, lần lượt từng người trong gia đình của Messi đã quay trở về quê nhà Argentina sinh sống. Chỉ còn lại mỗi cha của anh là ông George Messi luôn đồng hành cùng cậu con trai út trên mọi nẻo đường. Nhưng bản thân ông George cũng từng mất phương hướng. Ông hỏi Messi: cha con ta nên làm gì bây giờ? Dù còn nhỏ tuổi, song Messi đã nhận thấy cơ hội chơi bóng ở Barcelona có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Do đó, anh đã quả quyết nói với bố: con muốn ở lại. Ít ai ngờ rằng lời quả quyết của cậu nhóc bé năm nào đã viết nên một trang sử mới, không chỉ cho câu lạc bộ Barcelona mà còn cho cả thế giới bóng đá về sau. Nỗ lực vượt lên trong mọi hoàn cảnh đã giúp Messi chạm đến đỉnh cao của môn bóng đá sau hơn 2 thập kỷ theo đuổi giấc mơ. Với Barcelona, từng đồng xu các bạn họ đã bỏ ra giúp đỡ gia đình Messi năm nào là hoàn toàn xứng đáng. Cùng nhau, cả hai không chỉ có mọi danh hiệu mà còn có với số lượng đến mức cần một bảo tàng mới có thể trưng bày hết. Thế nhưng, Argentina lại chẳng có gì. Trong một thời gian dài xứ sở tango vật lộn để sở hữu một danh hiệu nào đó, xong vô vọng. Điều cay đắng là họ lại có trong đội hình Messi, người được cho là có thể làm mọi thứ. Suốt nhiều năm, Messi và Argentina mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những người đồng bào nói với Messi đã dành tất cả những gì tinh túy nhất cho Barca. Còn với Argentina, đó là một phiên bản Messi khác, mệt mỏi, thờ ơ, thiếu cá tính và cả niềm đam mê. Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt sau kỳ World Cup vừa qua. Một kỳ World Cup mà Messi đã thể hiện bản thân là một siêu anh hùng, nâng bước cho đoàn binh áo xanh trắng đến từ Nam Mỹ, giúp họ chạm tay vào chiếc cúp vàng Mundial danh giá. Sau tất cả, người Argentina học cách yêu lại Messi. Khắp mọi nơi tại xứ sở đều nói về Messi. Messi đã khiến người dân Argentina quên đi thực tại khó khăn của nền kinh tế đất nước với mức lạm phát dự kiến đạt 130% vào năm 2023 và tờ 1.000 peso, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất Argentina, chỉ đủ để mua một chiếc bánh cùng tách cà phê. Tất thảy, những người dân tại đây đang sống trong men say chiến thắng. Hàng vạn người đã đổ ra kính quảng trường quanh tượng đài ở trung tâm Buenos Aires với cờ Argentina, áo số 10, biểu ngữ và chân dung Messi. Bên cạnh những bài hát quen thuộc mà họ vẫn hát cả chục năm, giờ có thêm những bài rất hay về Messi. Messi là vị thần, một cô gái ở Buenos Aires đã nói trong nước mắt: tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Tình yêu mà chúng tôi dành cho anh ấy rất lớn đến mức không gì diễn tả nổi. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Messi. Ở độ tuổi 36, không hoa khi nói Lionel Messi đã sớm trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, đạp đổ tất cả các kỷ lục của môn thể thao vua. Sẽ chẳng cần phải nói quá nhiều về cái tên mà ai cũng biết là ai đấy nữa. Bởi vì với chiếc cúp vô địch World Cup lịch sử vừa qua, cả thế giới, cả nghìn đời sau cũng phải ca tụng và tôn thờ anh, một huyền thoại đi lên từ nghịch cảnh cơ hàn.